Thì thực ra bản thân là huấn luyện viên của đội Betis thì cảm xúc rất là buồn, đương nhiên rồi, đứng cuối bảng phải buồn thôi, không phải rất là buồn, nhưng mà thực lực chúng tôi cũng chỉ có vậy thôi. Vô giải này thì chúng tôi cũng xác định là khả năng là mình sẽ chơi hết 200% sức lực, nhưng mà các đội cũng rất là mạnh, cho nên là mùa này thì Real Betis sẽ cố gắng trận cuối cùng để lấy lại, thi đấu hết mình để lấy lại cái danh dự và lấy lại cái sự yêu thích của dành cho người hâm mộ. Theo bảng xếp hạng thì đội chúng tôi không có quyền tự quyết. Nhiệm vụ duy nhất của trận đấu cuối cùng của chúng tôi là tổng tấn công thôi. Rồi chờ mong chờ sự già gơ của Real Madrid để có thể là khắc phục khắc chế được cặp tiền đạo của Atletico Bilbao, hai cầu thủ đang đứng vô phá lưới của giải. Như tôi đã nói lúc nãy rồi, nhiệm vụ bây giờ duy nhất chỉ là tổng tấn công thôi, tôi không quan tâm đối thủ cuối cùng của tôi là ai nữa. Chỉ cần dồn lực lên để tấn công, tìm kiếm một chiến thắng để trông chờ sự kỳ tích của Real Madrid. Một câu hỏi khó, nhưng mà vô trận đấu rồi thì mình không có nói trước được điều gì hết. Đương nhiên là bản thân nhà cầm quân như tôi là ra sân là phải hết mình, là chắc chắn là chúng tôi phải cố gắng, và mục tiêu của tôi là xác định là không phải tỷ số hòa mà phải tỷ số là thắng. Và qua những trận qua là do là Real Betis đi thiếu người, cho nên là hàng công có chỉ dựa vào có mình bảo thôi, nhưng mà qua cái dòng cuối này rồi thì tất cả các cầu thủ sau khi cái được một quá trình mà nghỉ hè nghỉ phép rồi thì dòng cuối thì các bạn sẽ tập trung đầy đủ, thì tôi nghĩ rằng với lực lượng của Real Betis cũng có khả năng sẽ chiến thắng được Valencia, mặc dù rất là khó khăn nhưng mà chúng tôi phải cố gắng. Tôi thì cũng không có nhận xét gì, tôi chỉ đang để ý về đội hình của Real Betis thì thật sự là cũng là rất là đồng đều, cũng đang đặt dấu chấm hỏi là tại sao Real Betis lại đứng cuối bảng như Và nếu như đấu tiếp theo là một trận hòa thì sao, là tôi sẽ cố gắng làm cho điều đó không xảy ra. Điều tôi đã nói rồi, trong nhiệm vụ cuối cùng trong trận đấu cuối cùng này là chỉ có tổng tấn công và chiến thắng, giành tỷ số cao nhất có thể thôi, nghiền nát đối phương là cái mục tiêu tôi đề ra.